hả? Qua mở chốt hả? Gỡ chốt luôn phải không? Hả? Qua mở chốt hả? Gỡ chốt luôn phải không? Bắt đầu tới rồi, tới con người, con gái ơi. Công việc học tập rất là lớp 4 hả? Đeo khăn quàng đàng hoàng. Cô giáo là theo phải vậy đó, nghiêm chỉnh trong mọi hoàn cảnh. Yêu mấy cháu không ạ? Vậy em có nổi tên Việt Hà Hoàng Nghi là nó chuyển xác từ Hoàng Nghi luôn, bởi vì nó là cái đường neo của con, là cái kênh đó mà con phải chuyển xác từ Hoàng Nghi thôi. Dạ. À, rồi yên tâm đi, giờ không chuyển được á thì cứ để như vậy cho cô đi, chút nữa cô chụp màn hình này lại rồi cô gọi đến từng bà một rồi. Con tên gì, con học lớp mấy, ở trường nào con gái? Con tên gì con nói chú nghe. Trả lời coi, trả lời phỏng vấn coi. Tập trả lời phỏng vấn đi, con tên gì, học lớp mấy? Lương Thị Trang, lớp 4, lớp cô Đức. Bạn này yêu quý xảo rồi nè. Con lại chuyển sang giò mèo khác, con lại chuyển sang giò mèo khác.
Rồi, chúc hai bố con học tốt. Con học, bố học luôn. Con mẹ đi sung sướng cuộc đời hơn mẹ ngồi uống cà phê. Anh làm gì vậy? Anh làm trái dừa. Ủa sao anh dùng cái gì mà anh trà cho làm gì? Dạ, xà chanh cho nó tẩy nó cắn, tối nay mình cũng chanh. Tối nay anh gặp chị Hằng phải không? Đúng rồi. Trời ơi, tối nay gặp chị Hằng chuẩn bị trái dừa trắng tươi. Dạ. Đây trả cho chủ nhân những chiếc bánh xinh đẹp mùa trung thu đặc biệt năm nay. Chị mất bao nhiêu thời gian cho làm này vậy chị? Buổi chiều đó, buổi tối đó. Buổi tối là xong rồi hả? Nhưng mà làm này khó không? Hơi khó đúng không? Bánh này là bánh dẻo đúng không? Ngon quá, chị là nhất ở đây luôn rồi đó, nhất vùng miền thứ đó. Đây là bánh trung thu đẹp nhất và đặc biệt nhất vùng miền thứ nghe mọi người. Của gia đình anh Họ, chị Cam. Mọi người muốn ăn thì mọi người order năm sau mình giao nghe. Quà, ai, mang ba đi về. Em Su Chin 7 tháng tuổi đi chơi trung thu mà không dám cầm đèn trung thu. Nhưng mà trên phố có một mình em đi chơi trung thu rồi, không có ai. Nào, trung thu đi. Mùa trung thu đặc biệt năm nay. Có anh em đi, em ơi. Có anh em đi trung thu rồi. Em ra nước mắm nó kìa. Tết trung thu em đốt đèn đi chơi vắng bóng người không có một ai. Em
chung đâu. Trời ơi, chung đâu gì mà kỳ cục. Không thấy chị Hằng luôn. Chị Hằng không xuất hiện rồi. Long tiền. Vậy vậy. Đó chưa nó cầm lấy chưa? Hả chưa? Đi vòng vòng chơi con. Đi từ chối kìa. Chị này, lần đầu tiên chung đu của em không có ai. Không có ai chơi với em hết trơn. Tặng cái lồng đèn. Cày không? Để cày chứ. Rồi đốt luôn đi. Để quẹt cho tiên. Anh lấy quẹt cho ba kìa. Cái này bao nhiêu cửa? Dạ. 16 cửa. Chắc cháy quá anh rồi. Tao biết được. Anh bán lồng đèn mà anh hỏi tôi. Không, vậy bệt đốt vô kia kìa, đốt vô. Ổn không? Ổn chứ sống, ổn chú. Ổn không? Ổn. Rồi. Tắt rồi. Hôm nay cao quá. Chào tiên, chuẩn bị đi chưa? Tôi giờ chơi với tiên không. Rồi. Chém đi với chúng. Chưa cây này không. Tôi có chừng cháy thì có chừng cháy. Cháy đó. Nghiêng rồi. Rồi lấy cái gì ấy chứ. Lấy cái gì cầm chứ. Phải có cái cây cầm chứ. Cái dây cầm chứ. Đi trên này. Rồi tắt luôn. Không. Tắt rồi. Chơi nhưng mà không có ai hết trơn. Đây là khu vực chợ trung tâm thương mại thị trấn thứ 11. Con tên là Su Chin đây. Trung thu gặp niên 90. Trung thu gặp niên 90. Đón trung thu đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Đúng rồi, đó kìa. Su Chin khai đẹp trung thu kìa. Cảm ơn. Đó, tôi tặng cho ông đây. Đèn trung thu em đúc đèn đi chơi. Đây là đèn trung thu. Miệt thứ. Thank you.
Rồi bye bye, bye bye, bye bye.